Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), sáng 11 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đây là các bệnh nhân từ 9.826 đến bệnh nhân 9.835 được Bộ Y tế công bố vào sáng cùng ngày. Trong đó, 2 ca đã được cách ly từ trước liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 4 ca là các trường hợp F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm chung cư Ehome 3. 4 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện và khai báo y tế địa phương. Các trường hợp này cư trú tại Bình Thạnh 1 ca, quận 12 1 ca, quận Tân Bình 2 ca và đang được điều tra dịch tễ. 10 trường hợp mới được công bố sáng 11 tháng 6, gồm quận 8 1 ca, quận 12 2 ca, huyện Bình Chánh 3 ca, quận Bình Thạnh 1 ca, quận Tân Bình 2 ca, thành phố Thủ Đức 1 ca. Như vậy, tính đến sáng 11 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 882 ca COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Sáng 11 tháng 6, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin mới nhất về chuỗi 40 F1 của nữ nghiên cứu sinh tại trường này. Theo đó, tất cả 40 trường hợp F1 liên quan đến nữ nghiên cứu sinh nhiễm COVID-19 hiện đã có kết quả âm tính. Tất cả các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm lần 1, nhiều người đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính. Theo thông tin ban đầu, tối 5 tháng 6, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo một nữ nghiên cứu sinh ban đầu được xác định F3, sau đó trở thành F0. Người này đang làm luận án tiến sĩ tại Trung tâm nghiên cứu lọc hóa dầu của trường, ở trọ chung phòng với bạn tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, và bạn người này được xác định thuộc diện F3. Liên quan đến bệnh nhân 9499, nữ công nhân làm việc tại công ty Bao Duyên, HCDC cho biết chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy mẫu tầm soát mở rộng COVID-19 cho gần 2.000 nhân viên là những trường hợp thuộc đối tượng nguy cơ cao làm việc tại khu C công ty Bao Duyên. Qua đánh giá ban đầu, bệnh nhân 9499 là một nữ công nhân làm việc tại công ty Bao Duyên, cũng là nguồn khởi phát cho các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh việc điều tra truy vết, thì việc khẩn trương lấy mẫu mở rộng cũng góp phần khoanh vùng kiểm soát nguồn lây. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.